Chào mừng các bạn thân yêu là những fan của Rider. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn sản phẩm là dĩa. Hãng dĩa X1R đã ra những cái loại dòng dĩa như này cực kỳ đẹp, mà chỉ gắn được cho Rider. Chỉ có Rider mới được thể hiện ở những cái dĩa như vậy thôi nha các bạn. Đấy. Đây, trên tay của mình đã cầm sản phẩm của X1R. Những sản phẩm này đang làm điên đảo thị trường về các cái đồ chơi xe nhé các bạn. Đó, đặc biệt là có mâm nè. Đó. Rồi nói chung là nhiều thứ lắm. Mình kể ra đây thì nó rất là nhiều. Các bạn ùa tới mua thì mình lại không có mà bán này ra đúng không? Nhưng mà mình muốn giới thiệu cho các bạn nữa là Rider á, thì mình nên xài những dòng đĩa như vậy nhé. Hàng cực kỳ chuẩn và cực đẹp luôn. Đó. Từ những cái mắt trang trí để cho bố thắng có độ bó này. Đấy. Cho tới các cái điểm khuyên của con ốc này. Và những cái khắc logo X1R ở đây các bạn thấy cực kỳ sắc nét luôn. Hôm nay thì mình sẽ bóc trực tiếp cái dĩa này ra để cho các bạn nhìn cận cảnh luôn. Chơi một khi đã chơi không sợ mưa rơi luôn. Mình sẽ bóc cái đĩa này ra và soi cận cảnh để các bạn thấy. Thông thường thì mình chỉ nhìn đến hình ảnh ấy, thì mình không thấy được các cái gọi là cái điểm nhấn của nó đâu nhé các bạn. Những điểm cắt cực kỳ tinh xảo luôn. Mình sẽ bóc nó ra luôn, giới thiệu cho các bạn. Đây nhé các bạn, mình sẽ bóc nó ra luôn. Đây, mình sẽ soi cận cảnh luôn. Đó, các bạn thấy chưa? Các bạn thấy ở trên cái dĩa là nó có điểm cắt cực kỳ tinh xảo luôn. Đó. Và nổi ở trên đó sẽ là một cái logo X1R. Đó. Và ba góc của nó đều được khắc mã số hết nha các bạn. Thấy chưa? Bạn thấy trên chưa? Đó, 1906. Đấy. Nhìn các cái điểm ấy của nó. Đây. Đĩa này là 3.5 mm nha các bạn. Đó. Các bạn có thể thấy sản phẩm đúng là hàng cao cấp của X1R, luôn luôn ra những sản phẩm mà phải nói là rất nhiều fan phải ngưỡng mộ đấy nha các bạn. Không nhiều hãng mà sản xuất được những cái đĩa mà nó đẹp đến như vậy đâu. Từ các cái điểm nhấn ở nó là những điểm tia đó. Mình soi cho các bạn thấy rồi đó. Những cái điểm đó là dùng để khi bố thắng để đi vào những cái điểm đó. Nó sẽ khi mình bóp thắng là nó sẽ khi nó bó thắng lại là nó rất là mịn mà nó không bị giật, nhưng không làm cho các bạn hoảng nhé. Những sản phẩm như thế này. Và đây, trên tay mình vẫn là những sản phẩm tốt và có giá dễ chịu nha các bạn. Thì các bạn hãy ghé shop của mình và để xem trực tiếp, và nếu có ý định gắn thì hãy gắn. Mình nói thật các bạn, hãy gắn những cái sản phẩm tốt để trên đường mình đi mình sẽ có được cái trải nghiệm an toàn. Vì đó là mỗi khi các bạn ngồi lên xe thì luôn luôn phải giữ vững tay lái, và ở đó cái tay lái của mình quan trọng nhất là cặp đĩa này nhé các bạn. Đó. Mình sẽ giới thiệu các bạn những cái đồ nào tốt nhất để các bạn sử dụng. Nếu mà các bạn thấy hợp lý thì có thể ủng hộ shop của mình. Hoặc không thì các bạn hãy cứ ghé vào để xem. Rồi khi nào các bạn có điều kiện gắn thì các bạn sẽ gắn. Hoặc là các bạn giới thiệu cho những người bạn của mình. Thì mình chỉ biết là nói lời cảm ơn tới các bạn thôi. Và hôm nay đây mình sẽ giới thiệu tiếp. Đây. Cũng là những sản phẩm, những con ốc này. Đây, những con ốc này nếu mà bắt vào thì cực kỳ là vừa luôn nhé các bạn, vừa khít luôn. Thấy chưa? Có màu trắng, màu xanh, màu tím. Các bạn thích gắn ốc nào cũng đều có hết nhé. Đây mình có hết.
hãy ghé shop của mình. Mình sẽ giới thiệu cho các bạn. Và đây nữa, nếu mà các bạn như xe Vario nha, Vario thì có dĩa Vario nhé các bạn. Đây, mình sẽ bóc ra và giới thiệu các bạn luôn. Vario thì mình sẽ đây, mình sẽ nó là sẽ dĩa King, King Crab. Đây. Nói về độ nét của dĩa Vario thì cũng không kém cạnh của X1R đâu nhé các bạn. Mặc dù sản phẩm này thì có giá mềm hơn nhé các bạn. Đó, những sản phẩm này thì mình có bán tại shop và các bạn nếu các bạn tới gắn ấy, thì mình vẫn khuyến mãi cho các bạn một số những phụ kiện gì đó nhé. Ví dụ như tặng bạn một con ốc GR5 hoặc là một cái gì đó, nói chung là mình cốt làm sao để mình vui vẻ thôi. Đó, đấy là mình muốn nói với các bạn là như vậy. Đây là dĩa dành cho Vario nhé các bạn. Vario thì nó có đường kính nhỏ hơn, nhỏ hơn những cái dòng như là xe Goi hay xe AB. Nếu như dòng dĩa khác thì không thể gắn vào được, mà nếu chúng ta muốn gắn những dòng dĩa lớn đó thì chúng ta sẽ phải thêm một cái bát nhôm để đưa cái con heo dầu ra thì mới gắn được nhé các bạn. Còn dĩa này là dĩa zin của Vario luôn nhé, nó là 5 lỗ này đó. Rồi, mình sẽ giới thiệu cho các bạn như vậy nhé. Các bạn nếu mà thấy video này hợp lý, thấy hay thì các bạn hãy đăng ký kênh và hãy cùng theo dõi những video tiếp theo của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.